Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người ấy, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây đúng 1 tháng, ngày 3 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày lễ kính Thánh Francisco Assisi, Đức Giáo Hoàng đã có chuyến hành hương về thành phố Assisi, và trước ngôi mộ của vị thánh đáng kính, Ngài đã dâng 1 thánh lễ, và sau đó Ngài đã ký 1 thông điệp mới và Ngài đặt tựa đề bằng tiếng Ý: Fratelli Tutti, có nghĩa là tất cả là anh chị em. Đây là 1 thông điệp xã hội, trong đó tình huynh đệ và tình bằng hữu là những phương thế mà Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người cùng thực hiện để nhắm đến việc xây dựng 1 thế giới tươi đẹp hơn, công bằng hơn, bác ái hơn và hòa bình hơn. Cùng nhau nói không với chiến tranh và hận thù, nói không với sự thờ ơ và dửng dưng trước những nỗi đau của người đồng loại. Trái tim của thông điệp đồng thời cũng là nguồn cảm hứng soi sáng cho toàn bộ nội dung của bản văn thông điệp ấy, chính là
đoạn tin mừng mà chúng ta vừa được nghe công bố. Chính là câu chuyện dụ ngôn về người Samarino nhân hậu. Câu chuyện dụ ngôn ấy bắt đầu với cuộc hành trình của một người khách lạ đi đường. Chẳng may anh ta bị rơi vào tay của bọn cướp. Anh ta bị đánh đập, bị trấn lột, mang thương tích đầy mình và nằm bên vệ đường nửa sống nửa chết. Trên đoạn đường ấy cũng có những khách bộ hành, người đi qua, kẻ đi lại. Trong số đấy có hai nhân vật được nhắc tới và được nhìn nhận là có vị trí, có thế giá, có vai trò ở trong xã hội. Đó là một thầy Tư Tế và một thầy Lê Vi. Nhưng tất cả đã đi qua, đã nhìn thấy nạn nhân nằm bên vệ đường và đã cùng hành động giống nhau, đó là tránh qua một bên mà đi. Bức tranh của hiện trường vụ cướp ở trong câu chuyện dụ ngôn, thưa quý ông bà và anh chị em, diễn tả, lột tả đúng cái thực trạng của thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay. Những thực trạng, những vấn đề mà Đức Giáo Hoàng đã đặt tên và Ngài gọi, đó là những bóng tối của một thế giới khép kín. Đó là bóng tối của bạo lực và bất công. Đó là bóng tối của tham lam và ích kỷ. Bóng tối của sự chia rẽ và thù hằn. Bóng tối của sự loại trừ, thờ ơ và dửng dưng vô cảm. Những thứ bóng tối ấy làm cho thế giới và xã hội bị phân cực, bị chia rẽ và đưa con người vào thế luôn đối đầu, đối nghịch nhau. May thay, trong một bức tranh có phần tiêu cực và bị bao phủ bởi thứ bóng tối ấy, bỗng dưng xuất hiện một người khách lạ bên đường. Tiêu đề của chương 2 trong thông điệp ấy, người khách lạ bên đường. Người khách lạ đã xuất hiện, đã đi qua đoạn đường ấy và cũng giống như mọi người, anh đã nhìn thấy nạn nhân đang nằm bên vệ đường. Nhưng thay vì tránh sang một bên mà đi, anh đã chạy lòng thương. Anh đã chạy lòng thương. Có thể nói đây là sự khác biệt mang tính then chốt và bản lề, giúp cho mở ra một niềm hy vọng, một chân trời mới. Và chính cái sự chạy lòng thương ấy đã dẫn đến một loạt các cái hành động bác ái liên tiếp. Anh đã tiến lại gần nạn nhân, đã lấy rượu và dầu để rửa vết thương và sau đó băng bó lại. Anh đã đặt nạn nhân lên lưng lừa của mình rồi trở về quán trọ. À đó, anh đã săn sóc nạn nhân và ngày hôm sau còn lấy ra 2 quan tiền đưa cho người chủ quán và nhờ người chủ quán săn sóc tiếp, đồng thời hứa rằng sẽ bồi hoàn thêm khi trở về. Thưa anh chị em, tất cả những hành động bác ái ấy đều xuất phát từ việc chạy lòng thương, và nó trở thành như một cây cầu kết nối, biến người khách lạ qua đường ấy trở thành người anh em, người bạn hữu, người thân cận của người đang bị gặp nạn. Khi diễn giải dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, Đức Thánh Cha đã đặt ra một câu hỏi và mời gọi tất cả mỗi người chúng ta cùng suy nghĩ. Anh chị em hãy tự xét mình và hãy thử đặt mình xem mình ở vị trí nào trong số các nhân vật ở trong câu chuyện dụ ngôn ấy. Và mình muốn ở vị trí nào trong số các nhân vật ấy? Chắc chắn tôi không bao giờ muốn trở thành thầy Tư Tế, trở thành thầy Lê Vi hay bất cứ một ai khác, những người đã bước qua bên kia đường mà đi.
Thế nhưng trong thực tế cuộc sống, đã có đôi lần và thậm chí nhiều lần chúng ta đã hành động như vậy. Chúng ta cũng đã bước qua bên kia đường mà đi. Và có thể có những lý do để biện minh cho hành động tránh qua một bên như thế. Đó có thể là giờ giấc, là chương trình, là thời khóa biểu riêng của tôi. Đó có thể là do lằn ranh phân biệt chủng tộc và ngôn ngữ. Đó có thể là những thứ luật lệ cứng nhắc đã trói buộc và ngăn cản tôi hành động. Đó có thể là những khác biệt về tôn giáo hay những mớ ý thức hệ. Đó cũng có thể là nỗi sợ bị liên lụy dẫn tới những hậu quả không mong muốn. Và còn biết bao nhiêu thứ lý do khác chúng ta đã có thể biện minh cho hành động bước qua một bên của mình. À, chiều ngược lại, chắc chắn mỗi người chúng ta đều khao khát, đều mong ước mình có thể được hành động được giống như người Samaritano nhân hậu. Và điều đó thực sự là một thách đố không dễ dàng, vì đôi khi nó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải chấp nhận những thay đổi trong kế hoạch, trong chương trình và lộ trình riêng của mình, thậm chí phải đánh đổi bằng những hy sinh, những mất mát, những thiệt thòi. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta hành hương về đây để cầu nguyện, để tôn kính Thánh Martino, một vị thánh được yêu mến và được gọi là vị lương y nhân từ, như chủ đề của ngày lễ hôm nay. Chủ đề này gợi cho tôi nhớ đến một tập sách mỏng của tác giả Mary Fabian Windyard với tiêu đề Martino, vị bác sĩ tí hon thành Lima. Ngay từ lúc còn là một cậu bé mới 10 tuổi, Martino đã mong muốn, đã khao khát được trở thành một bác sĩ, một thầy thuốc để có thể chữa bệnh cho những người nghèo khổ, những người bất hạnh. Có thể Martino đã không có điều kiện để học hỏi một cách bài bản theo những tiêu chí học thuật của ngành y như chúng ta thấy trong thế giới xã hội ngày hôm nay. Nhưng bằng một trái tim luôn biết chạy lòng thương và với một tấm lòng vàng, Ngài đã trở thành một vị lương y lớn, đã trở thành người thân cận, người anh em và bạn hữu với tất cả mọi người, đặc biệt là những con người đang đau khổ và bất hạnh, những con người nghèo túng, thấp bé và bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài có khả năng băng bó và chữa lành những thương tích của nhân loại, cả về thể xác cũng như tinh thần. Đời sống khiêm nhường và những việc làm bác ái rất cụ thể của Ngài càng làm sáng lên dung mạo của vị lương y cao cả trong tin mừng ngày hôm nay, là người Samaritano nhân hậu và cũng là hiện thân của chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong bài giảng nhân dịp phong thánh cho Martino, Đức Giáo hoàng John 23 đã nói: "Vâng theo Thầy Chí Thánh, Thánh Martino đã đối xử với anh chị em của mình bằng tất cả đức bác ái. Một đức bác ái xuất phát từ trái tim không phai nhòa và một tâm hồn khiêm nhu sâu thẳm." Thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện dụ ngôn hôm nay được Đức Giêsu kể để trả lời cho hai câu hỏi mà vị thông luật đã đặt ra với Đức Giêsu: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đã không đưa ra những câu trả lời bằng những khái niệm trừu tượng và lý thuyết, nhưng qua những câu chuyện và hình ảnh thực tế và sống động, những việc làm cụ thể và thiết thực. Đó cũng là những thực hành cụ thể được ngôn sứ Isaiah nói đến trong bài đọc 1 ngày hôm nay: hãy mở xiềng xích bạo tàng, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, chia cơm sẻ bánh cho người đói rét, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, và thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước những người anh em cốt nhục. Nhân loại trên khắp hoàn cầu đang sống trong thời khắc đen tối của cơn đại dịch. Chúng ta biết cơn đại dịch COVID ngày càng bùng phát dữ dội và nó đang có nguy cơ quay trở lại bùng phát mạnh hơn nữa. Nhiều nước ở châu Âu đã lại phải đóng cửa, đã lại phải thực hiện lệnh cách ly toàn quốc. Và cái hậu quả mà nó gây ra là cảnh chết chóc, đau thương và sợ hãi. Đồng bào tại các tỉnh miền Trung trên quê hương đất nước chúng ta cũng đang hứng chịu những mất mát, đau thương do thiên tai và lũ lụt. Trước hoàn cảnh đó, lời mời gọi của Đức Giê-xu ở cuối bài tin mừng ngày hôm nay lại vang vọng và trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Hãy đi và hãy làm như vậy. Hãy đi và hãy làm cho mình trở thành người thân cận của tất cả những người khác mà không phân biệt. Hãy đi và hãy làm cho mình trở thành những người anh em và bằng hữu với tất cả mọi người. Thánh Martino đã sống, đã hành động như thế. Giờ đây, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để đáp lại lời của Chúa Giê-xu trong tin mừng hôm nay. Hãy đi và hãy thực hành như vậy. Xin Thánh Martino cầu thay nguyện giúp cho tất cả chúng ta. Amen.